Mến chào Đại Đình dễ thương ha. Hôm nay mời Đại Đình mình cùng vào bếp cùng làm với bà xã em món sườn cút lết muối xả chiên. Đại Đình mình để cho có món sườn cút lết muối xả chiên cho bữa cơm gia đình mình thật ngon miệng thì Đại Đình mình lựa chọn cho em là 500 g sườn cút lết nhân Đại Đình mình. Rồi mình nhờ người bán cắt ra miếng vừa ăn cho mình. Rồi đầu về là em sơ chế bóp muối rồi xong rồi bắt đầu em ướp Đại Đình mình thì để có cho món sườn cốt cốt lết muối xả chiên thơm ngon thì Đại Đình mình cho ướp gia vị thì 2 muỗng canh nước mắm Đại Đình mình, 1 ít sả bầm và 1/3 muỗng cà phê tiêu và 1 ít muối và nửa muỗng canh bột ngọt Đại Đình và nửa muỗng canh đường và 1 ít tỏi băm. Đó là sau khi mà em sơ chế thịt xong thì em đã ướp lên Đại Đình mình để cho sườn mình nó thấm và nó thơm ngon thì Đại Đình mình ướp xong để khoảng tầm 30 phút Đại Đình mình hạ chiên Đại Đình mình đó. Sau khi em ướp xong rồi đó, Đại Đình mình thấy đó thì Đại Đình nào mà không có xem kịp cái video của em thì cái phần công thức và cách ướp thì em đã để dưới phần mô tả cái video này Đại Đình mà Đại Đình có thể xem và xem cái video em và xem cái phần mô tả thì Đại Đình sẽ thấy cái cách ướp sườn cốt lết muối xả chiên như thế nào. Và đặc biệt là Đại Đình mình mua cho em là lựa sườn người ta sườn heo người ta mới làm, một cục sườn mới làm còn thịt còn tươi Đại Đình mình, và mình nhờ người bán xắt ra miếng vừa ăn. Và thì sáng ngày em mua là khoảng 500 g Đại Đình mình đó, mất sườn xong rồi cho Đại Đình mình quá ok. Mình để tầm khoảng 30 phút lên Đại Đình mình để cho sườn thấm gia vị đều và nó sẽ cái miếng sườn nó sẽ mềm thì Đại Đình mình sẽ chiên thì nó sẽ ngon hơn Đại Đình mình. Sườn cút lết cũng đã ướp xong Đại Đình mình rồi, bắt đầu vào xả anh chiên đó. Để cho miếng sườn nó mềm nó ngon thì Đại Đình mình mua về nhờ người bán ra sắt, rồi Đại Đình mình về mình lấy cái chạy đâm tiêu mình đập nhẹ nhẹ rồi giờ mình cho miếng thịt miếng sườn này nó mềm. Sau khi chiên xong ăn xuống nó sẽ giòn, nó đầy mình thấy không, rất là thơm như này. Đây mình ướp xong rồi để tầm khoảng chừng 30 phút rồi mình chiên đây là mình rồi. Tầm 30 phút thì gia vị nó đã thấm rồi, miếng sườn mình nó sẽ mềm đó, rất là ngon. Đó, đây mình thấy không? Bắt đầu là miếng sườn là từ từ vàng này để cho mình rất là ngon. Và để cho có món sườn cốt lết muối xả chiên thì Đại Đình mình mua thịt là mới làm, Đại Đình mình heo thịt heo người ta mới làm thì nó sẽ ngon hơn. Đại Đình mình đừng mua đừng gì mà ham rẻ tiền mua những cái miếng sườn mà đã được đông lạnh qua đêm, Đại Đình thì mình ăn đó, cái miếng sườn nó sẽ không có ngon.
và thịt nó sẽ bở rệt nó sẽ không ngon. Và đặc biệt là đại đình mình ướp xả dừa đủ thôi, đừng ướp nhiều quá, ướp nhiều quá thì miếng sườn nó cũng sẽ chiên nó cũng sẽ bị khét này. Mình cho lượng xả bầm vừa phải thì mình ướp. Và cái phần mô tả cách ướp sườn như thế nào thì đây mình có thể xem ở dưới phần mô tả cái video này, mình sẽ để đầy đủ chi tiết ở đó. Đây mình đây mình vào xem để thì đây mình có thể là xem ở phần mô tả cái video chi tiết trong đó cho đây mình xem để đây mình cùng làm với bà xã em với món sườn muối xả chiên để cho bữa cơm gia đình mình thật là ngon miệng, và có một cái món sườn muối xả sườn cốt lết muối xả chiên thật ngon miệng này. Miếng sườn này đã bắt đầu vàng đây rồi, mình và đặc biệt có một món sườn cốt lết muối xả chiên thật ngon thật mềm á, thì đây thì mình chiên đừng có chiên vàng quá này, mà vàng quá thì thịt nó sẽ cứng đi, mình chiên vừa vàng tới thôi. Là miếng thịt đại dần mình, miếng sườn là đại dần mình dùng nó sẽ rất là ngon và rất là ngọt. Còn miếng sườn này nó sẽ mềm và ăn rất là ngon này. Chảo nó hơi nhỏ, đại gia mình cũng thông cảm cho vợ chồng em nha. Mình cũng cảm ơn đại đình mình đã có thời gian vừa qua luôn đồng hành cùng bà xã em làm những món ăn, cùng làm những món ăn cho bữa cơm gia đình với bà xã em. Thì đại đình mình nhớ cho em được like và chia sẻ thật mạnh để bạn bè của đại đình mình cùng làm theo bà xã em với những món ngon mỗi ngày cho những bữa cơm gia đình của mình ha. Và đặc biệt là đại đình mình nhớ nhấn chuông thông báo và cho em lượt đăng ký như này để em và bà xã em có động lực để làm những cái cùng làm với đại đình mình những món ăn tiếp theo cho bữa cơm gia đình của mình.
thì mình trước khi mình chiên thì đại gia đình mình cắt, sau khi mà mình đã sơ chế sườn xong rồi và ớt thì mình dùng kéo mình cắt mấy cái phần ở dưới, cái phần phía bên ngoài của hai bên của miếng sườn này thì mình cắt ra để khi mà mình chiên thịt nó sẽ mau thấm như vậy. Rồi rất là sẽ nhanh vàng. Tấm thịt và đặc biệt là đại đình mình thấy khi bà xã em chiên đại đình mình cũng làm theo, đại đình mình chế cái nước ốp để mình chiên cho thịt nó thấm và nó sẽ không có bị khô, miếng thịt này mình ăn nó sẽ rất là mềm và rất là ngọt. Đúng rồi. Đây mình cũng thấy bà xã chiên theo cái cách này rất là mau, miếng sườn rất là mau vàng đây là mình thấy, và nó sẽ không có bị dính chảo mà nó cũng sẽ không có bị khét như vậy là mình thấy rất là mau vàng. Và đặc biệt là đại diện mình chiên nó vàng vừa tới thôi đại đình mình để cho miếng thịt nó mềm và mình ăn nó sẽ ngọt thịt. Nếu mà đại đình mình chiên vàng quá thì nó sẽ cái miếng sườn nó sẽ cứng đi và miếng sườn nó sẽ khô và ăn không ngon, và thịt nó mình ăn nó cũng không có ngọt, miếng sườn thịt cũng không ngọt như đại đình mình. Và sẽ nó khi mà đại diện mình chiên nó vàng quá thì sau khi mà miếng sườn nguội nó sẽ cứng và đại diện ăn rất là khô khan mà cứng lắm, nên đại diện chiên vừa vàng tới thôi. Mà đại diện mình sẽ gấp miếng sườn ra dĩa cho nó đỡ cái chuyện xuống thôi, cái này đỡ mặn xuống thôi. Thì anh cũng ớt bột ngọt, ớt thôi, ớt nhiều, thì khoảng nhiều quá nó khoảng chỉ có bớt cái mặn thôi, cho nó mặn thôi. Nửa muỗng canh bột ngọt, nửa muỗng canh cũng được, ít được, ít lại cũng được. Nửa muỗng canh, ít nửa muỗng canh được, đừng có nhiều quá, nhiều quá nó lại nó cứng rồi thêm ăn. Và 4 muỗng canh đường này là mình, tại vì cái này là tới 500g thì cốt lết lận, nên đó là để anh đại đình mình vào sau thì
chị xem cái phần mô tả cái video, em đã để cái chi tiết cái link này cách up tường. Em cũng cảm ơn đại đình mình trong suốt thời gian vừa qua luôn ủng hộ và cùng làm những món ăn cùng bà xã em đại đình mình, cùng xem và luôn đăng ký kênh ủng hộ em. Em cũng rất là cảm ơn và chúc sức khỏe đến dài gia đình của mình và sống thật nhiều hạnh phúc và làm ăn phát tài đại đình mình. Em cũng mong rằng đại đình mình sẽ cùng đồng hành với bà xã cũng như thành những cái món ăn tiếp theo, cùng làm với bà xã em thành những món ăn tiếp theo cho bữa cơm gia đình của mình. Đặc biệt là đại đình mình mua thường chút lết về, đại đình mình sơ chế là đại đình mình cho muối vào để mà mình sơ chế, đại đình mình sơ chế nó sạch. Bởi nhiều khi á người ta mần, người ta cũng nói chung là mình sơ chế kỹ thì cho đại gia đình mình có bữa ăn an toàn và hợp vệ sinh hơn. Khi mà mình sơ chế thì mình nhồi muối như vậy, rồi mình xong rồi mình xả rồi mình rửa lại nước sạch và rửa lại cũng chừng tầm 3 nước như vậy cho cái miếng thường mình nó sạch và nó vệ sinh hơn. Thường cốt lết thì đại đình mình ấp ít xả thì nó sẽ ngon và thơm hơn, nhưng mà đại đình mình đừng ấp nhiều quá rồi cái miếng thường mình nó chiên chiên nó sẽ không có ngon, và đặc biệt là nó sẽ bị khét và thường hay dính chảo đại đình.
và em cũng cảm ơn đại đình mình ha, và chúc cho đại đình mình có những ngày cuối tuần vui vẻ hơn đại đình mình, và em cũng hẹn gặp đại đình mình trong những video